Đây là đường vào cái bạn. Các bác mà có đi lễ chùa, lễ hội thì kinh nghiệm là chúng ta đỗ xe ở một nơi tương đối xa một chút, thà đi bộ một chút để về vào đèn vào chùa còn hơn là lúc ra ở trong kia tắc nghẽn, xe vây bốn xung quanh thì không thể ra được. Đấy, các bạn đỗ ở đây thì chỉ đi bộ một lúc là ra rất là thoáng, trong kia thì chắc khoảng nửa tiếng mới nhúc nhích được ra.